mọi người có tiền đi du lịch ở chỗ có loài chim này xuất hiện thì mọi người đừng có đứng lên những hòn đá hoặc chỗ bãi đá để chụp ảnh tự sướng nhé. Đây là loài kền kền dâu, có thể chỗ bãi đá các bạn đứng là chỗ thả bom của chúng, loài chim này thì cũng hiểu thôi. Cơ bản là chúng ăn tủy xương, để ăn được tủy xương chúng sẽ vứt cục xương từ độ cao 80m xuống các bãi đá này để xương nó vỡ ra. Từ đó chúng ăn được tủy, mọi người đứng đấy chụp ảnh không may chúng phải rất nguy hiểm như bị đáp gạch vào đầu vậy.